Thưa quý khán giả, mở đầu chương trình truyền hình Vĩnh Long 1 tối nay và rạng sáng ngày mai, mời quý khán giả cùng đến với chương trình Thần Tài Gõ Cửa. Vào khung giờ quen thuộc 19:40 của chương trình Cổ tích Việt Nam, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý khán giả phần đầu của câu chuyện Mũi Dài. Các em nhỏ cũng như quý khán giả đừng bỏ lỡ nha. Khéo léo, bản lĩnh, ứng biến nhanh nhạy cùng những tiếng cười hạnh phúc, tất cả sẽ có trong chương trình Vợ Tôi Là Số 1 phát sóng lúc 20:20. Mời quý khán giả đón xem chương trình giải trí truyền hình Ca sĩ Giấu Mặt sẽ được phát sóng vào lúc 21:00. Sau chương trình Ca sĩ Giấu Mặt, quý khán giả đừng rời khỏi màn hình vì tiếp theo trong khung giờ phim truyện nước ngoài lúc 22:30 sẽ là tập 581 của bộ phim truyện Ấn Độ Âm Mưu Và Tình Yêu với nội dung sau. Lợi dụng thời điểm vợ chồng Davan xảy ra nhiều mâu thuẫn và sự xuất hiện của Buja, Umila tìm cách gắn ghép cháu mình cho cô gái xinh đẹp giàu có. Mọi xung đột dần lên đến đỉnh điểm khi Umila mạo danh Kinan đăng tin bán chồng mình trên báo. Như thường lệ, chương trình Thế Giới Trước Không Giờ sẽ được tiếp nối vào lúc 23:20. Và bây giờ, mời quý khán giả cùng theo dõi chương trình truyền hình Vĩnh Long tối nay và rạng sáng ngày mai. Giải pháp nào?